là tôi sẽ ra thăm mộ phần của gia tiên tiền tổ. Đấy, đây nó là một cái thói quen nhưng cũng là một cái văn hóa của người phương Đông hay người Việt Nam của chúng ta. Đấy, có thể là rất nhiều bạn trẻ vẫn còn mông lung không hiểu được cái văn hóa này, nhưng mà có một cái thực tế, đấy, có một thực tế là khi mà các bạn đến một cái độ tuổi nào đấy, thì các bạn sẽ có một cái suy nghĩ luôn hướng về tổ tiên, hướng về gia tiên tiền tổ, hướng về cái tổ tông của mình. Thì những cái việc làm của tôi ngày hôm nay, tôi luôn luôn mong muốn để con cháu của chúng ta, con cháu của tôi, của những người bạn trẻ, rồi của con cháu của các bạn, con cháu của anh em họ hàng chúng tôi sẽ thấy được cái nét văn hóa đấy, thấy được bố mẹ của chúng, thấy được ông bà của chúng là để ý tới gia tiên, tới cội nguồn, tới công sinh thành, tới công dưỡng dục. Đấy. Cho nên là các bạn có thể thấy là tại sao có những cái người, có người Việt Nam xa xứ hoặc có những người Việt Nam mà bị thất lạc từ lúc nhỏ, có thể là trong cái thời chiến tranh loạn lạc họ bị thất lạc sang châu Âu hoặc là trong một cái cuộc di tản nào đấy. Đấy, thì sau một thời gian khi mà họ có điều kiện hoặc là đến một cái độ tuổi nào đấy, họ vẫn mong muốn để trở về quê hương, để tìm cái tổ tiên, người ta không tiếc tiền bạc, không tiếc thời gian, đấy, để tìm về cái cội nguồn, tìm về quê hương, tìm những cái người thân đã bị thất lạc của mình, mong muốn có được một cái cội nguồn, một cái nguồn gốc. Đấy, thì cái này là cái nét văn hóa, cái trong cái sâu thẳm của cái người phương Đông và người Việt Nam, đặc biệt là người Bắc Kỳ, như đa phần những người Bắc Kỳ. Đấy, có thể là những cái bạn trẻ chưa thấm cái điều này, nhưng mà những cái người mà đủ cái độ chín, đủ cái độ tuổi và đặc biệt là có những cái sự trải nghiệm trải đời thì sẽ thấm cái điều này. Đấy, thì tôi cũng là một trong số những cái người như vậy. Tôi cũng hướng về quê, về gia tiên tiền tổ, tôi cũng hướng về tổ tiên của mình, vẫn luôn luôn nhắc nhở con cháu của mình, những người con của mình là gốc gác của mình, công sinh thành của cha mẹ, của ông bà. Thì mỗi lần về quê thì việc đầu tiên của tôi là thăm gia tiên. Đấy, thăm gia tiên thì đây chính là cái khu mộ phần, cái khu mộ phần của nhà chúng tôi. Từ cái thời điểm mà những cái thời điểm mà kinh tế vẫn còn chưa được khá giả, thì tôi đã có những cái công việc, tôi và các bác vùng và bố tôi đã xây dựng, đã sửa lại cái khu mộ này. Thì chính cái khu mộ này là cái nơi mà sư phụ của tôi là người mà trực tiếp, sư thượng phụ của tôi là người trực tiếp về để cắm móng và tư vấn cho gia đình chúng tôi để thiết kế cái khu mộ này. Đấy, nhiều bạn cứ nói là ông làm phong thủy thì tại sao ông không làm cho cái nhà ông trước đi, rồi làm cho cái dòng họ nhà ông trước đi, thì hãng làm cho người khác. Thì nhân tiện hôm nay tôi về quê, tôi cũng giới thiệu mọi người luôn, đây là cái khu mộ mà được sư phụ của tôi. Sư phụ của tôi là cái người mà về để đặt nền móng, để cắm móng cho cái khu mộ này. Đấy, khu mộ này thì cũng giới thiệu qua mọi người. Đây, đấy, khu mộ thì gồm ba ngôi mộ chính là của ông nội, của ông nội, của bà nội và của mẹ tôi. Đấy, thì khu mộ thì bên sau cùng là một cái án đường chính. Thì trong những cái lần mà thắp hương thì tất cả lễ vật sẽ được đưa lên một cái lễ còn lại ở khu mộ, thì sẽ là hương hoa. Đấy, thì về cái nguyên tắc khi mà sư phụ về đặt mộ cho gia đình chúng tôi, đấy, sư phụ tôi từ cái thuở sơ khai tôi mới theo sư phụ vào nghề thì đã đặt mộ cho gia đình chúng tôi, thì cái việc đầu tiên khi mà thầy về thì đặt mộ này sẽ quan tâm đến cái gì, thầy quan tâm đến cái gì, là cái việc đầu tiên là phải quan tâm đến đại cuộc. Bao giờ phải quan tâm đến yếu tố đại cuộc trước. Thì các bạn có thể thấy là cái khu mộ này được tọa lạc trên một cái gò đất cao nhất của một cái cánh đồng, giữa một cái cánh đồng lớn thì có một cái gò đất nổi lên. Thì cái gò này thì bao gồm là khu mộ của gia đình chúng tôi, và phía xa xa chính là mộ tổ của gia đình chúng tôi,
Và trong cái câu chuyện mộ tổ này cũng có những câu chuyện rất là hay, lát nữa sẽ chia sẻ với các bạn. Đấy, thì để có cái cơ sở đặt thì cái việc đầu tiên là phải xác định đại cuộc. Đại cuộc là dòng sông phía xa xa chính là sông Cầu. Xa xa là sông Cầu này. Và cái cánh đồng này nước cũng chảy từ phải qua trái, và dòng sông Cầu cũng chảy từ phải qua trái về phía Quảng Ninh. Đấy, và tiêu ở phía đông nam. Thì sư phụ đã đặt cho chúng tôi dựa trên cái đại cuộc đấy, dựa trên đại cuộc đấy là 225 độ, 225 độ, và 225 độ dựa trên cái cuộc là nước chảy từ phải qua trái và nước sông cũng vậy, tiêu về phía đông nam. Thì sau khi mà nhận được cái hướng đại cuộc rồi ấy, thì bắt đầu là thiết kế cái tiểu cuộc. Cái tiểu cuộc là thoát nước của bên trong khu mộ. Bên trong khu mộ thì cái thoát nước này cũng là dốc về phía trước, dốc về phía trước, và nước cũng chảy từ phải qua trái để thuận với đại cuộc. Đấy. Thì trong cái câu chuyện đặt mộ đấy thì khi mà thiết kế xong mộ phần của gia đình chúng tôi thì sư phụ có ghé thăm mộ tổ, là cái câu chuyện về mộ tổ gia đình chúng tôi. Đấy. Các bạn có thấy cả cái khu mộ của làng, của thôn là đang tọa lạc ở trên một cái mô đất cao hơn đồng bằng khoảng 1,8 đến 2 mét rưỡi. Đấy. Thì đây là đường từ cái khu mộ gia đình sang cái khu mộ tổ. Thì khu mộ tổ cũng nằm ở một cái mô đất, cái mô đất là cao nhất của khu vực. Đấy, các bạn có thể thấy mô đất này cao hơn cái cánh đồng, và đất hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn nguyên thổ. Đấy, thì khi mà sư phụ về có nói là cái mô đất này chính là cái mô đất mà cái điểm phát khí tốt nhất trong khu vực này. Thì ngoài cái vị trí này ra thì phía xa xa là có một cái mô đất nữa, là mô đất thứ hai cũng rất là tốt. Thì vô tình cái mô đất thứ hai đấy cũng chính là cái mô đất mà của một cái dòng họ cách chúng tôi khoảng đâu đó khoảng 2 xã, thì cũng được một thầy địa lý tìm rất lâu mới ra, và cuối cùng là mua lại để đặt mộ cho gia đình nhà họ ở phía xa xa kia. Còn phía xa xa nữa thì chính là một cái ngọn núi cũng thấp thôi. Cái đấy chính là cái án sơn. Đấy, thì nguyên tắc đặt mộ ở đồng bằng chính là tọa không chiêu mạn, tức là tọa không chiêu mạn là hướng về cái chiêu mạn, tức là hướng về cái án sơn xa xa đấy, thì cũng đang rất là hợp cuộc. Thì trong cái câu chuyện mà trong mỗi một lần tảo mộ cuối năm ấy, đây là mộ tổ nhà chúng tôi được xây dựng rất là chỉn chu, con cháu đóng góp rất là vui vẻ để khánh thành cái ngôi mộ này. Đấy, các bạn có thể thấy này. Thì trong cái câu chuyện mà các cụ để lại, kể lại hơn 100 năm trước. Đấy, hơn 100 năm trước là chính mộ nhà chúng tôi cũng được một thầy địa lý cũng hữu duyên vô tình đặt cho. Thì các bạn có thể hình dung là dòng họ nhà chúng tôi là họ Nguyễn. Thì trong cái thời điểm mà cải cách ruộng đất ấy, khi mà đấu tố các địa chủ ấy, thì trong xã có 11 địa chủ. Thì dòng họ nhà chúng tôi có 7 địa chủ. Đấy, thì các bạn có thể hình dung được là cái sự phủ sóng của dòng họ chúng tôi cái thời ngày xưa. Nhưng mà trong cái 11 địa chủ đấy, 7 địa chủ đấy thì đa phần đều là tất cả đều là địa chủ tốt, nhưng trong cái công việc đấu tố đấy, thì tất cả mọi người đều phải chung số phận. Và dần dần có một số thì được minh oan sớm, nhưng cũng có một số trường hợp là chuẩn bị xử tử rồi. Thì cách đâu đó khoảng một canh giờ thì có cái quyết định của Bác Hồ, là minh oan rồi thay đổi cái chính sách để cứu lại những cái người địa chủ tốt. Thì có những cái người trong cái danh sách 7 địa chủ đấy đã thoát chết trong gang tấc, bởi cái quyết định của Bác Hồ ngày xưa. Thì trong dòng họ nhà chúng tôi có một người tên là cụ Hồ Năm. Cụ Hồ Năm thì trước đây chính là thư ký của Tổng Bí thư Trần Phú, là cái Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam. Đấy. Thì ngày xưa cụ đi hoạt động cách mạng, cụ phải đổi tên thành họ Hồ. Họ Hồ là gọi lấy tên là Hồ Năm. Đấy, thì bây giờ là vẫn
lấy tên họ Hồ, nhưng mà đến tất cả những cái ngày giỗ chạp của họ Nguyễn thì gia đình vẫn về tề tựu rất là đông đủ. Đấy, thì trong cái câu chuyện mà sư phụ tôi về tư vấn để xem mộ phần cho dòng họ chúng tôi thì thầy có nói một câu như thế này. Có nói một câu như này là trong cái thế đất này thì sẽ rất tốt cho những người đàn ông, thì bên Bạch Hổ đang bị trũng lại thì sẽ thiệt thòi cho những người phụ nữ. Cho nên thầy đã tư vấn là làm đầy đặn lại bên Bạch Hổ, tạo thành một cái nơi tay hổ rất là đầy đặn để cân bằng lại cái vế nam và vế nữ. Đấy. Và một cái chi tiết nữa là khi thầy về thì cái lỗ thông thiên này là hiện tại lúc đó là đang bịt kín, thì sư phụ có nói là các cụ nên để rộng cái lỗ thông thiên này ra, bởi vì khi đặt mộ ấy, là phải có tiếp địa nhưng phải có tiếp thiên, thì thiên địa nó thông nhau thì mới tốt. Thì các cụ có nói là các cụ không biết điều này, mà sư phụ của tôi có nói là nếu mà các cụ bỏ những cái tấm bê tông thông thiên lên thì tôi sẽ cam kết với các cụ là trong một thời gian thì đất bên dưới sẽ đồn 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 lên. Thì các cụ mới giật mình, các cụ nói là trước đây ấy, khi mà chưa có xây cái ngôi mộ đá khang trang như thế này ấy, chưa xây ngôi mộ đá sang trang ấy, thì dòng họ chưa có điều kiện thì chỉ xây bằng mộ gạch thôi. Thì trong cái thời điểm mà cứ khoảng 5 tới 7 năm thì cái ngôi mộ tổ nhà chúng tôi là luôn luôn bị nứt toác ra. Thì sau đó thì các cụ thấy phải sửa lại nhiều quá, cuối cùng các cụ làm kiên cố, các cụ bịt lại hết luôn. Đấy, thì khi mà ngẫm lại những cái vấn đề đấy thì các cụ mới hiểu ra nhiều vấn đề. Và hiện nay thì các cụ trong dòng họ đã sửa một cách rất là triệt để, từ lỗ tiếp thiên cho đến làm đầy đặn bên Bạch Hổ. Thì chính bản thân ngôi mộ tổ nhà chúng tôi cũng như là cái ngôi mộ tổ của một cái dòng họ của cái cách đây khoảng 2 xã, họ đặt ở phía cái mô đất kia, thì ngôi mộ tổ của họ cũng nứt toác ra. Đấy. Và con cháu họ làm ăn cũng rất là phát đạt, cứ hàng năm đến cuối năm hoặc là xuân về, đầu năm xuân về là cái dòng họ cũng về tảo mộ rất là đông và rất là hoành tráng. Đấy, thì các bạn có thể qua câu chuyện này muốn chia sẻ với các bạn ấy, trong phong thủy ấy, thì ngoài cái câu chuyện là hướng về tổ tiên, hướng về gia tiên tiền tổ, thì cái việc phong thủy âm trạch nó ảnh hưởng tới cái xu thế của dòng họ rất là lớn. Thì cái xu thế ở đây nó sẽ ảnh hưởng về cái thế mộ đặt, thì nó ảnh hưởng đến đại cuộc là cái thế thủy pháp, sau đấy là từ cái hướng mộ mà dựa theo thủy pháp đấy thì lập thành những cái cuộc, và nó sẽ tạo ra những cái xu thế của dòng họ. Đấy. Cho nên là bản thân trong dòng họ cũng như là anh em trong dòng họ hay là anh em bên ngoài nhìn vào thì thường thường anh em cũng hay phàn nàn với chúng, hay nói vừa là phàn nàn vừa là nói trêu với anh em nhà chúng tôi là hình như là các cụ hay thiên vị đến anh em nhà cái ông Hải này. Đấy, anh em nhà ông Hải này là hay gặp nhiều cái may mắn, hay được ông bà giúp đỡ. Nhưng mà có một cái thực tế là để trong anh em trong gia đình, trong dòng họ thì cha con chúng tôi là những cái người mà hướng về gia tiên nhiều nhất, từ những cái lần mà đề xướng để sửa mộ phần hay là làm một cái việc gì đấy cho gia tiên thì hầu như là gia đình chúng tôi, cha con tôi đều là những cái người mà đầu tiên để làm nên cái việc này, và không hề đắn đo, không hề vụ lợi. Đấy, thì có một cái câu là khi mà mình cho đi cái gì thì mình sẽ nhận lại cái đấy, và cái tâm của mình như thế nào, cái tâm của mình hướng về gia tiên mà gia tiên có phù hộ cho mình thì cũng là chuyện bình thường, đúng không ạ? Đấy, thì qua câu chuyện muốn chia sẻ của tôi thì tôi muốn chia sẻ với các bạn, và đặc biệt là các bạn trẻ, là cái sự mà hướng về gia tiên, hướng về tổ tông, đấy là một, không những là cho mình mà để cho con, cho cháu của mình sau này nhìn vào. Đấy, các bạn có thể thấy tất cả những cái người, đặc biệt là người Bắc Kỳ đi làm ăn xa, khi mà người ta về quê ăn Tết, người ta đều tìm đến gia tiên, tìm đến anh em, tìm đến người thân, người ta tìm đến những cái gốc gác, những cái người mà nuôi dưỡng sinh thành cho mình.
những cái người thân họ hàng của mình. Đấy. Thế bây giờ các bạn thử đặt ra một cái câu hỏi là nếu khi chúng ta già đi, đấy, con cháu của chúng ta cũng lớn lên, trưởng thành và họ có công ăn việc làm đầy đủ, những người con của chúng ta tự lập được, mà họ là những người con đấy không còn nhớ về chúng ta nữa, không còn thân thiết, không còn thân thương nữa, không còn biết ơn cái công sinh thành, thì thử hỏi các bạn có vui không ạ? Có vui không ạ? Cho nên là cái việc mà chúng ta hướng về gia tiên tiền tổ, hướng về tổ tiên, nó không đơn giản là cái việc mà cho bản thân, mà còn là một cái nét văn hóa, còn là một cái việc mà để cho con, cho cháu của chúng ta sau này nhìn vào bố mẹ, nhìn vào ông bà chúng, để thấy được cái gốc gác, cái lịch sử, đấy, cái tôn, cái tông của mình là từ đâu mà có, cái ơn sinh thành của mình. Đấy, đấy mới là cái quan trọng. Cái quan trọng. Con người mà không có lịch sử, không có tổ tông, nó thiệt thòi lắm các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy những cái người mà bị thất lạc tổ tiên, thất lạc quê hương. Đấy, người ta khao khát tìm về quê hương, tìm những người thân của mình. Có những người thất lạc đến hàng chục năm, người ta không quản ngại tiền bạc, không quản ngại thời gian, khoảng cách, để người ta tìm mọi cách tìm được tổ tông của mình. Thì tại sao chúng ta đang có tổ tông, đang có lịch sử, chúng ta lại không chăm chút, không hướng về, rồi làm những cái tấm gương sau này cho con chúng ta, cho cháu chúng ta, đấy, cho những người sau này người ta nhìn vào. Đấy. Đấy, thì hôm nay là tôi có chia sẻ một chút về tâm tư, về cái quan điểm của bản thân mình trong cái lĩnh vực về mộ phần cũng như là hướng về gia tiên tiền tổ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.